Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiếng. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ nay đến ngày 21 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Riêng từ nay đến 20 tháng 2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Trong đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, lên cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Từ chiều nay, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Riêng khu vực Hà Nội, từ nay 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rất đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ. Cảnh báo rét hại, băng giá và mưa tuyết. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rất đậm rét hại. Riêng từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 11 độ. Vùng núi từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại là cấp 1.